Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, những kẻ xét lại do mắc lỗi ngụy biện trong lý luận luôn tự cho rằng họ vì sự thật, họ vì khoa học, vì chứng cứ, nhưng họ lại mắc lỗi độc quyền về sự thật, độc quyền về khoa học lịch sử, độc quyền về chứng cứ. Nhất là họ đã mắc lỗi ngụy biện rằng suy diễn lịch sử hơn chứng nhân lịch sử. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết về sự ngụy biện một cách hệ thống của Phan Huy Lê, của Nguyễn Quang Xuân. Chính vì cái gọi là toàn diện và toàn bộ với tâm thế cực đoan nghiệt ngã, với đòi hỏi chứng cứ lịch sử mang tính đánh đố và nông nổi mà ông Lê, thay vì thành một nhà khoa học lịch sử chân chính, ông trở thành một kẻ giết sử do lịch sử Việt Nam đã biến dạng nghiêm trọng dưới bàn tay và quan điểm chủ quan của ông, dù ông luôn nhân danh sự thật, nhân danh toàn diện và toàn bộ. Hiện tại đó là sự ngụy biện vì sự thị phi trái khoáy mà ông đã tạo ra, không thể chấp nhận lối nói chuyện nguy hiểm như sự lèo lái dẫn dắt lịch sử Việt Nam đến sự biến thái, đến ác độc và vô nhân tính, thậm chí đã tàn phá lịch sử Việt Nam hiện đại bằng hàng loạt các trước tác sái quấy. Sự ngụy biện trong toàn bộ lý luận của Phan Huy Lê và học trò đã là lấp phải lỗi, cho rằng sự công nhận của các cá nhân quyết định chân lý, trong khi không thể có chuyện bầu ra chân lý được. Sự công nhận chỉ chấp nhận được trong các phạm trù thiện và phạm trù mỹ, nhưng không thể dùng cho phạm trù chân lý được. Chân lý chỉ có được từ nguyên lý mang tính nền tảng hoặc sự chứng minh, chứ không thể chỉ đến từ sự bầu chọn hay được giới học thuật, sử học gọi là công nhận. Nói cách khác, chính vì tham vọng toàn bộ và toàn diện, đó là mơ ước của mọi nhà viết sử trên thế giới, nhưng phải chấp nhận hiện thực sách sử luôn có khiếm khuyết. Vì vậy, tham vọng toàn bộ và toàn diện một cách thô bạo luôn luôn là một việc vốn quá sức toàn bộ nền khoa học thế giới. Vì thế giới cũng không biết tốt, và nếu không biết, họ cũng không võ đoán sổ toẹt điều mà người thường hiện thấy khó thấy được. Lỗi bầu ra chân lý là lỗi ngụy biện chủ yếu của Phan Huy Lê và những người đã bị lối nói chuyên giảo biện của ông Lê thu phục. Những kẻ xét lại do mắc lỗi ngụy biện trong lý luận luôn tự cho rằng họ vì sự thật, họ vì khoa học, vì chứng cứ, nhưng họ lại mắc lỗi độc quyền về sự thật, độc quyền về khoa học lịch sử, độc quyền về chứng cứ, nhất là họ mắc lỗi ngụy biện rằng suy diễn lịch sử hơn chứng nhân lịch sử. Họ đã thay đổi lối tư duy và phương pháp luận về lịch sử, họ lầm lẫn giữa địa lý nhân văn và lịch sử, và họ đã sai khi hầu hết đều là phá lịch sử chứ không làm sáng tỏ thêm. Phương pháp của họ kiểm chứng thực tế đều ngược ngạo, và họ chỉ chủ quan tự bù khú và công nhận cho nhau từ bằng cấp cho đến các kết luận trái khoáy. Họ đã thay đổi lớn thì rất nhiều khả năng họ đã sai, vì phương pháp của họ không phản ánh đúng được hiện thực lịch sử mà còn ngược ngạo. Nhưng họ rất cuồng tín, vì người sai rất khó nhận ra mình sai khi đã lọt vào lối tư duy chủ quan nặng về tâm lý. Chúng ta đang gặp kiếp nạn về sử, vì họ đã hồ đồ áp dụng phương pháp mới chưa từng kiểm chứng lên lịch sử Việt Nam. Họ đang lấy lịch sử Việt Nam làm chuột bạch để thử nghiệm, và đang có kết quả là phá tan mọi nền tảng lịch sử, đảo lộn thị phi và nghịch luân. Những điểm ngụy biện của những người xét lại lịch sử thực ra do trí thức quốc tế ngo mớm lời, nên không dễ gì các trí thức tầm trung có thể phát hiện nổi lỗi ngụy biện, nên đã xem là điểm mới dẫn đến sai cả hệ thống lý luận, thậm chí xem đa chiều hơn cả biện chứng pháp, trong khi biện chứng tức là vô số chiều gấp bội lần đa chiều, và biện chứng là khoa học, trong khi đa chiều chỉ là thủ thuật sửa sai của quan điểm siêu hình cá nhân chủ nghĩa. Bởi vậy, đa chiều sinh ra chỉ để một chiều làm một chiều chống, thành ra xã hội nào du nhập chất thải độc này sẽ tất yếu dẫn đến loạn lạc và kéo lùi lịch sử nhiều năm trên mọi phương diện. Đa chiều rốt ráo tức chỉ một số chiều sẽ không đủ và đúng so với xét sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ biện chứng với mọi sự vật và hiện tượng liên quan, tức vô số chiều. Lý luận đa chiều thực chất là một thuật ngụy biện trong lý luận mà giới cá nhân chủ nghĩa mới đánh lừa nhân loại.